sáng này ba đi qua ba đàm phán cái vụ đất á, đàm phán không được mà đã vậy còn bị một cái nhóm dân nông dân thôi được rồi mắng ba xối xả, rồi nó làm giống như là biểu tình vậy. À, trong đó có con nhỏ đó. Trời đất ơi, miệng bằng tay, tay bằng miệng, hỗn dễ sợ. Trời đất ơi, nó rượt ba đây chạy quá trời quá đất luôn. Ba nhất định phải mua cho được miếng đất này. Bất cứ nhà nào, ba đồng ý trả gấp đôi, thậm chí gấp ba luôn. Mà nó cũng không chịu bán nữa. Giờ làm sao? Con nghĩ á, hay là mình bỏ cái dự án đó đi. Cái gì? Bỏ dự án hả? Bỏ rồi ba ăn nói sao với lại cổ đông này? Đàn ông là phải quyết đoán. Con có cái suy nghĩ đó hèn chi. Cái dự án này con cứ cả nhập cả nhằn. Con không muốn làm đúng không? Nếu như mà mình không mua được bằng tiền thì mình phải mua bằng nhiều tiền. Bà cấm con nha. Bà cấm con không được để cái suy nghĩ là bỏ dự án đó trong đầu của con. Ai đây? Con đừng có nói với ba là bạn gái của con nha. Bạn gái con mới quen á. Bỏ liền, chia tay. Ba không có đồng ý cái con yêu con nhỏ này. Ủa, bạn gái của con mà sao ba lại cấm? Bạn gái của con nhưng mà là kẻ thù của ba. Nó là cái con nhỏ rượt đuổi ba một cây số sáng này nè. Ba đừng có nhìn mặt người ta bắt hình dong nha. Bắt hình dong cái gì? Cái mặt nó trần dần đó mà bắt hình dong cái gì? Nè, nó có biến hình, ba cũng nhìn ra nó nữa. Ba nói rồi nha, ba không đồng ý con yêu nó. Chắc tại miệng ba lúc nào cũng tiền hết á, nên là Diệu mới phản ứng như vậy. Chứ bình thường á, con người Diệu đâu phải vậy đâu. Với lại ba giao cái dự án này cho con rồi thì ba xí vô làm gì nữa? Bữa nay nó nói tôi xía vô. Ba không xía vô sao được? Tại vì con cứ làm lề mề tới bây giờ vẫn chưa mua được. Mà thôi đi, ba biết rồi. Sợ gì mà con không có mua được cái dự án này là tại vì con yêu con nhỏ này. Con yêu con nhỏ này nó đâu có chịu bán đâu. Thành thử ra con mới là không mua đúng không? Mà con không mua đó là tại vì con yêu nó. Ba nói một lần cuối cùng, con bỏ đi cái ý định con yêu nó nha. Ba không chấp nhận nó là con dâu của ba đâu. Mà chuyện tình yêu của con á, ba đừng có xen vô làm gì nữa. Ba mà xen hoài á, con bỏ đi á. Cái gì? Mày bỏ đi đâu? Trương. Đó, không nói tới nó thôi. Nói tới nó cái là bỏ đi. Mày ở đâu đến? Mày lấy lòng gì hai mày tính cướp em gì của tao hả? À, ok, giờ anh qua liền em ha. À, đúng rồi. Con chào ba. Con định đi với con nhỏ nó được phải không? Thì sao rồi? Cái chuyện đàm phán đất đai nó còn tính tới đâu rồi? Nếu cần dùng biện pháp mạnh thì con cứ nói đi, công ty sẽ hỗ trợ cho con. Cả công ty đang chờ con đó. Nhớ, nhất là cái nhà trồng rau xanh chống đối lại mình đó. Con nghĩ là bây giờ mình đàm phán vội bây giờ cũng có kết quả đâu. Bây giờ mình làm sao để người dân ở đó họ thấy được khi mà mình hình thành đến khu sinh thái sẽ có nhiều lợi ích như thế nào, và họ thấy có lý thì lúc đó cái việc bán đất mua đất nó sẽ dễ dàng hơn. Cái đó là ý của con, không còn thời gian nữa đâu. Tạm thời cứ kéo dài thời gian, nếu mình phản đối lỡ ba chuyển dự án này cho người khác, tới lúc đó còn khó bảo vệ khu đất ở nhà Diệu hơn. À, mấy gì ơi, con đem quà đến cho mấy gì nè. Ủa, sao mặt mọi người căng thẳng quá vậy? Có chuyện gì đang xảy ra sao vậy? Mày nói cho tráng sĩ biết. Sao gì lại tạt nước con vậy?
Có mày... chuyện xảy ra vậy? Mày còn hỏi tại sao nữa hả? Tao không ngờ mày diễn xuất giỏi như vậy luôn á. Tao nghĩ lại tao còn muốn ói nè. Thằng CH hả hó. Biết ngay là mày vợ trò đúng không? Nè, khoan khẳng định ai hại ai đi. Tao cho mày coi cái này. Mày coi đi, rồi mới biết ai là thằng vợ trò. Nếu cần dùng biện pháp mạnh á, thì con nói đi, công ty sẽ hỗ trợ cho con. Cả công ty đang chờ con. Nhớ, nhất là cái nhà trồng rau xanh chống đối lại mình á. Sao? Ai là thằng vợ trò? Chính mày hay không? Không có trò điện thoại tao mới mua nha. Trả lại tao. Diệu à, em hãy nghe anh giải thích đi. Em hãy tin anh mà. Chuyện này là sao? Tại sao lại lừa tôi? Tại sao lại nói dối tôi như vậy hả? Em hãy nghe anh giải thích đi mà. Nè, nè, giờ này anh đi về đây, anh đi về giúp tôi. Tại sao lại lừa tôi như vậy hả? Em hãy nghe anh giải thích đi mà. Nha, em nghe anh một lần được không? Rồi, bây giờ không còn giải thích nữa hết. Tao đã biết hết tất cả rồi. Mày kết hợp với thằng Hờ Y Hê, Hờ Hiếu. Hai thằng mày kết hợp nhau vô nhà này để lừa tất cả nhà này bán đất cho mày đúng không? Gì? Con Hiếu trong này nữa hả? Có chứ sao không có. Anh không có ý lừa dối em đâu Diệu. Tôi không muốn nghe nữa. Anh đừng có nói gì nữa hết á. Đi ra khỏi nhà tôi. Không lừa dối, không lừa đảo, mà tại sao mày lại có cái clip này? À, thì ra mục đích của mày tới đây là để, thấy không, mày mua bán đất phải không? Thằng Sở Canh lừa đảo, đi ra khỏi nhà tao mày. Đi. Còn mày nữa, yêu đương để làm cái gì? Đàn ông toàn là xấu xa. Mày có nghe tao nói hay không vậy? Hả? Mày còn yêu nữa không? Mày cứ đứng đây mày khóc lóc hả? Nó chỉ nghĩ tới miếng đất thôi à, nó đâu có nghĩ tới mày. Đi vô. Diệu. Bởi vậy, chị hai tôi nói đúng mà. Đàn ông mà chung thủy hết á. Nên tôi quyết định á, ở như vậy tới già luôn đi. Đi. Cổ nó ra khỏi nhà tao, được. Mày còn đứng yên à? Đi, đi, chúng mày đi không? Đi, đi, đi. Út Lạnh, anh có mua bắp cho cả nhà mình ăn nè. Út Lạnh thích ăn bắp, nhưng mà Út Lạnh không ăn bắp của người lừa đảo là gạt tình cảm đâu. Anh đâu có lừa gạt gì đâu. Anh đi về đi, anh đừng qua đây nữa. Đi vô. Út Lạnh. Để đây ngang lát lấy nha. Hiếu xấu xa. Ông Trường đáng ghét. Tại sao hai người đó lại đối xử với con như gì như vậy chứ? Út mà biết thì Út đâu có phải ngồi đây giống như vậy. Út, Út đi bỏ sợ với chuyện này giùm con nha. Bây giờ con không còn thiết tha nó nữa. Nè. Út cũng không muốn mình đặt niềm tin sai chỗ. Mà cũng tại con với Út á, không nghe theo lời thề của má con, bây giờ mới vỡ lẽ ra như vậy đó. Từ giờ á, là Út với con phải quyết tâm xóa sổ hai người đàn ông đó ra khỏi đầu. Không vì hai người không xứng đáng mà làm mình đau khổ. Đúng, con đồng ý.
Diệu. 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 Em nghe anh giải thích một lần được không? Tại sao anh còn ở đây? Anh không ý định lừa dối em đâu mà. Là anh sai mà. Anh xin lỗi em. Tôi muốn nghe. Anh đi về đi. Thực ra khi ban đầu đến đây á, anh đến cũng vì mảnh đất này. Nhưng từ khi gặp em á, trái tim anh đã thuộc về em rồi. Và con người anh cũng thuộc về mảnh đất này. Em tha lỗi cho anh nha. Đừng nhiều. Công ty của anh không có để yên cho anh đâu. Với lại mảnh đất này là chiến lược của công ty anh mà. Dễ dàng gì họ buông tha chứ. Anh sẽ cố gắng hủy dự án này mà. Em tin anh đi mà. Khi nào anh làm được đi rồi hãy nói chuyện. Còn bây giờ anh đi về đi. Đừng có để cho mấy má của tôi biết. Không có yên đâu. Diệu. 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 Rồi, trời ơi, khóc nữa hay gì? Thôi đi đây Út làm cho. Thôi, con làm được mà. Trời ơi, tôi nói thì nghe đi trời. Đứng ở đây rồi bần thần, rồi một hồi sốc, rồi xỉu. Ai mà lo. Đi vô đi. Đây tôi làm cho. Dạ, Út làm nha. Ừ. Ôi, trời. Đưa cái bao tay tôi chứ. Rồi. Út làm được không? Đây con làm cho. Được. Đi lẹ, vô nghỉ. Trời thiệt à, không biết chừng nào nó mới qua được cái bể khổ này. Nhổ rồi nhổ cho đàng hoàng chút. Ôi đi nhổ củ cải đỏ mà cái mặt á là mặt á đỏ như là cái củ cải đỏ vậy hả? Sao chị vô duyên, chị hay nói chuyện của em quá. Tại thấy kỳ mới nói thôi. Trời đất ơi, làm thì đẹp, đi ra đường tự tin, có gì đâu mà phàn nàn. Nè, chị nói cho nghe nè. Gì? Thằng Trường đó. Trường là một thiếu gia, em con của chủ đầu tư, mà nó khờ hết sức nói luôn vậy đó. Phải chi mà nó nhờ giả chị ba đây nè hang. Chị ba sẽ giúp cho nó thì nó sẽ có cả đất lẫn vợ luôn nữa đó. Trời, má nói nghe nè. Sao chị lì quá trời lì luôn. Cái đầu chị như cái bình ga vậy đó. Gì không dí gì với cái bình ga. Bà cứng đầu quá. Chuyện có tụi nhỏ, đừng có nói tới nó lui, nó nghe được nó buồn. Thì tại chị tiếc cho nên chị mới nói như vậy. Em đây. Chuyện của tụi nhỏ mà nói hoài à. Tiếc gì mà tiếc. Vậy dọn đồ đi theo cái thằng lừa đảo nó luôn đi. Trời ơi, dụ dỗ con gái người ta, gia đình bề thế quá mà, đúng không? Dễ làm ăn, cũng may là đất đai còn nguyên á. Lừa đảo nè, coi nè, trời nè, trời trả báo cho mà coi. Trời, cái gì đâu mà rủa người ta dữ vậy bà. Sao mày? Sao? Tao không được quyền nói hả mày? Tao nói thiệt, có ngày cũng bị quả báo à. Đừng có nhắc tới thằng đó nữa nghe chưa? Dạ. Chị phải. Mày á. Hay quá à. Nói rồi cãi à. Cái gì vậy mẹ? Bà là tuổi cái bánh tráng á, bà lật dữ lắm á. Hồi nãy là bà cũng theo tôi ý tôi đó, đúng ý tôi đó. Thì giờ bây giờ bà chửi bà, bà chửi tôi. Má, con thấy anh cũng đâu có tệ như vậy đâu. Với lại cái dự án này cũng hủy rồi. Bây giờ mình chờ coi sao đã. Sao? Cái gì? Con còn bên nó nữa hả? Hai đứa bay không có kết quả đâu. Đúng. Má hai nói rất đúng. Diệu à, em suy nghĩ đi. Thằng chó ngao nó không hợp với em một chút xíu nào đâu Diệu. Còn cái thằng quỷ này đâu mà xuất hiện đây nữa trời. Ủa Út, con xuất hiện con nói cho mọi người biết rõ sự thật mà Út, đúng không? Má hai, cũng may á là gia đình mình lột trần được bộ mặt của thằng đó. Nếu như không lột trần được bộ mặt của thằng đó thì em Diệu sẽ như thế nào? Thằng nào? Mày mới chỉ thằng nào? Thằng kia kìa.
thằng kia mà chỉ tao không đó. Mày là cái con. Nó chỉ em không chị thấy kỳ không? Trời ơi thôi. Tao con gái mà kêu thằng chỉ vô mặt em, mong luôn cái giới tính của em luôn đó. Thôi để nó nói tiếp đi. Mày á, mày bóp cái miệng mày lại đi. Dạ thôi nhưng mà gì nè, con thấy á, nếu như á mà không cản em Diệu thì mọi chuyện nó xảy ra rất là rắc rối. Ủa, bộ cái gia đình nó rối dữ lắm hả? Dạ rối lắm. Rối cái gì không? Không gì thì quá rối rồi. Đó. Nói kia cho nó nói mình rối. Nha, nhưng mà con nói nghe, rắc rối hay không con không biết. Con muốn tiết lộ với ba má một chuyện động trời. Hôm qua chính Diệu đi cùng với đám đệ tử của con để gặp mặt ông chủ dự án. Sau đó Diệu cầm cây dí ông già chồng chạy vòng vòng. Trời ơi, sao con không nói cho má biết vậy hả? Dạ tại con sợ mấy má lo. Với lại thiệt sự là con không biết cái chú đó là ba của trường. Diệu ơi, con đừng có nhớ tới cái thằng đó nữa. Má bà thấy hai đứa con đứt duyên là vừa rồi, không còn cứu vãn được nữa đâu. Má ba mày nói đúng, má Tư thấy y chang như vậy. Cuộc tình này là chấm mốc, cuộc tình này là phơi khô. Bỏ đi con ơi, giải tán đi. Văn gì kỳ vậy? Ở trên mạng người ta hát, em hát không được thì em đọc. Cũng không vô nữa. Sao? Thì kệ em đi chị. Bớt nói lại, không có yêu đương gì nữa trơn á, chấm dứt cuộc tình này nghe chưa? Giải tán mưu sinh. Trời ơi, giải tán. Yêu đương là chết với tao á. Trời ơi, thôi đi. Tao hiền quá rồi. Thầy ông á. Tại người lớn mà không thích giấu giếm. Út ơi, rổ cà rốt này con giao chú Bảy ở ngoài chợ Đà Lạt đúng không? Ừ đúng rồi, đi giao đi con. Chứ ở đây phiền phức lắm. Đi đi con. Vậy con đi giao nha. Ờ vậy thôi, làm gì làm đi nha. Làm gì vậy? Cho anh theo đi. Tôi đi giao đồ, theo làm gì? Diệu, bây giờ em FA rồi, anh cũng FA rồi. Không ai hai đứa mình về ép nhau được không? Đừng có xàm nữa, né ra cho tôi đi. Không mà, chịu đi không là anh quỳ đi hoài luôn á. Chịu có né đó không? Không né. Không né mà. Mà lì quá vậy? Không. Chuyện nè. Diệu. Nhỏ này, hiểm tình á. Trời ơi. Vậy. Lên. Trời đất ơi, mày ăn cái gì mày nặng dữ vậy? Diệu đạp cái quá mạng luôn á. Cảm ơn má Tư nha má Tư. Ủa cảm ơn vụ gì? Má Tư xuống cứu con. Tao đâu xuống cứu mày đâu, ai đạp tao á? Tao đó. Cái gì vậy mà cứu nội? Ủa mày làm gì mà đeo vàng mà mày lột ra lột vô rồi vậy? Tại bị ngứa đó. Ủa bộ vàng giả hay gì mà ngứa? Vậy à, con bị dị ứng với vàng thiệt. Ủa dẹp mẹ mày luôn đi khỏi đeo. Mày cà khỉ quá mày. Đi kìa. Thôi mấy má lo chuyện mấy má, con dí thầy Diệu coi. Diệu ơi. Trời đất cơ, cái thằng dễ thương vậy mặn dịu nóng ân, con này nó ngộ sao ta? Dạ chuyện con trình bày với chú á, thì chú suy nghĩ tới đâu rồi ạ? Thiệt tình á, là tôi cũng muốn giữ miếng đất lắm, mà bà nhà cứ nặng nặc đòi bán. Tụi tôi cũng đã ký giấy chấp nhận bán đất với cái cậu trợ lý gì đó rồi, thì có bị sao không cậu? Dạ chắc là không sao đâu chú. Tại vì nếu mà cái hợp đồng mình á chưa được dấu xác nhận của chính quyền á thì mình cũng không có hiệu lực đâu. Với lại cái miếng đất đó nếu chú không có bán cũng được à. Ok, để tôi bàn lại với bà nhà. Cảm ơn cậu nha. Trương, con làm cái gì vậy? Nhiệm vụ của con là thuyết phục người ta bán đất, giờ con làm ngược lại là sao? Con quyết định rồi ba. Người dân họ không chịu bán thì mình cũng đâu có ép họ được. À, thì ra là tại vì đứa con gái đó phải không? Nếu vì nó mà con làm như vậy á, bà có thể chăm chút cho con được. Nhưng mà hà cớ gì con lại xúi giục tất cả mọi người không bán đất? Con có biết cô làm như vậy là cô làm tổn thất cho công ty mình bao nhiêu năm trời gây dựng, bây giờ đổ sông đổ biển hết. Là tại sao? Con suy nghĩ kỹ rồi. Làm như vậy á, chẳng khác nào á mình phá đi tương lai của vùng quê đó. Đất là đất đầu tư mà, mình không mua chỗ này thì mình cũng mua chỗ khác được vậy ba. Còn nói gì vậy?
Trời đất ơi, con tự động nhận dự án này, rồi bây giờ tự động con lại bỏ dự án. Bà nói cho con biết, đây là công ty chứ không phải là cái chợ. Mà cũng bỏ là bỏ, mà cũng muốn nhận là nhận. Con chuẩn bị đi về thành phố đây để nói chuyện với cổ đông. Chuyện con làm sai á, con sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Con sao không có hối hận đâu. Được, vậy thì con chuẩn bị đi. Con chuẩn bị mà nhận kỷ luật của ban hội đồng quản trị. Mà không nói nữa. Vậy con cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Con đã sẵn sàng đến mức kỷ luật cao nhất của công ty. Đó là xin nghỉ việc. Con dám? Chuyện nói con đã nói hết rồi. Con đi về trước đây. Trương! Úc Lan! Úc Lan! Úc Lan! Anh không ổn mà Úc Lan ơi. Hô hấp nhân tạo cho anh đi Úc Lan. Có sao không? Anh thấy đói bụng không? Thấy gì không? Anh không xong Út Lành ơi. Anh thấy trời nhiều mây lắm, chắc sắp mưa rồi. Đau kìa, chết không kiếm chỗ khác, chết chỗ người ta đang đi buôn đi bán à. Tôi đây à. Út Lành. Út Lành bán, anh mua hết cho Út Lành, cho anh 5 phút giải thích đi. Giải thích gì nữa, chuyện tài hoài vậy rồi giải thích gì nữa? Không, có cái chuyện gì quan trọng á. Nè Út Lành nghe đi. Kiếm chuyện gì nữa ai? Út Lành nghe đi. Nhưng mà hà cớ gì cô lại xúi giục tất cả mọi người không bán đất? Cô không biết cô làm như vậy là cô làm tổn thất cho công ty mình bao nhiêu năm trời gây dựng, bây giờ đổ sông đổ biển hết. Là tại sao? Con suy nghĩ kỹ rồi. Làm như vậy á, chẳng khác nào á phá đi tương lai của vùng quê đó. Đất là đất đầu tư mà, mình không mua chỗ này thì mình cũng mua chỗ khác được vậy ba. Để nói chuyện với cổ đông. Chuyện con làm sai á, con sẽ chịu trách nhiệm. Đó Úc Lành nghe không? Thằng Trường nó thay đổi suy nghĩ rồi. Nó muốn giữ lại mảnh đất cho gia đình mình trồng ra củ cải. Mà nó cũng thương Diệu thiệt tình. Anh cũng thương Úc Lành thiệt tình. Thôi, tôi không có tin anh nữa đâu. Biết đâu rồi anh dàn xếp thêm một lần nữa rồi anh lừa gạt cái gia đình tôi lần thứ hai. Úc Lành tin anh đi, anh không có bài trò gì đâu. Đây là đoạn nói chuyện của chú Sang với Trường thiệt mà. Úc Lành, anh nói thiệt mà. Anh mà có nói sai cho anh đụng vô xe Úc Lành anh chết đi. Cái mày nói tụi xui xẻo không à? Úc Lành. Cái gì? Không tha thứ cho nó, tha thứ cho anh đi. Thôi mệt quá, tôi không có muốn nghe nữa. Để yên đi, tôi đi buôn đi bán. Úc Lành đừng có đi Úc Lành. Buông ra. Úc Lành. Buông đi. Úc Lành. Chờ anh nha. Úc Lan, chào anh nhé. Úc Lan. Thằng Trường nó quay đầu rồi. Anh không có gạt Út Lành đâu. Em biết rồi, nhưng mà anh có sao không? Anh tay anh lạnh lắm. Tay Út Lành cũng lạnh. Giỡn, giờ này còn giỡn được nữa. Út Lành, Út Lành nắm tay anh đi. Ngồi vậy đi. Tay Út Lành đâu? Nhẫn không? Anh còn lạnh lắm. Út Lành ôm anh đi. Anh lạnh lắm. Xạo. Anh lạnh thiệt mà. Hay để anh ôm Út Lành nha. Cái gì vậy? Út Lành hết giận anh phải không? Ừ. Út Lành mà giận anh nữa là anh xỉu nữa đó. Tao mệt quá, đi về. Anh chở Út Lành về ha.
Anh ấm rồi đó. Tôi muốn đến đây để tặng cô món quà này thôi. Diệu à, trước khi mẹ mất, bà ấy có một duy nguyện là khi mất, cho cốt của bà ấy sẽ được rải ở đây. Anh chưa bao giờ dẫn một người con gái nào đến đây, nhưng em là người đầu tiên. Vì anh muốn khi đến đây, người con gái đó phải là một người đặc biệt. Và em chính là người đặc biệt đó. Khóc hả con? Tội nghiệp con gái tôi quá. Mới yêu lần đầu, bởi vậy ta nói khổ lắm. Con giống mẹ, lận đận tình cảm. Ông trời ơi, sao ông ác nghiệt với tôi vậy ông trời? Bỏ nó đi, đừng có nhớ gì hết trơn á. Con mới yêu mà, tình yêu chưa có sâu đậm gì hết trơn á. Nghe lời má nha con. Má, con biết là chưa có sâu đậm, nhưng mà tại chỗ này của con nó đau. Má cho con khóc hết một ngày hôm nay tôi nhờ. Mày nói đó nha, mày nói mày khóc một ngày hôm nay nghe, rồi ngày mai là con dịu mạnh mẽ của má đâu. Con xin lỗi má, mấy chút nữa là tại con á, mẹ nhà mình mất tóc rồi. Thôi đừng có nói cái chuyện đó nữa, má còn bị lừa nè, huống chi con. Dẹp nó đi, đừng có nhớ tới đó nữa. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu. Thôi được rồi, nghe lời má, không có khóc nữa nha, chưa? Không có khóc nữa. Nín. Này nó tặng mày hả? Hả? Dục. Cha mẹ ơi, lủng cái đầu của Út rồi. Ủa, con gái mới khóc hả con? Thôi nhánh đi. Út đang có hai tin, một tin vui và một tin vui hơn. Con muốn nghe tin nào? Hai tin cũng đều chữ vui. Dạ. Thôi nói tin vui đi. Tin vui là em vừa giao rau xong, hơi dập chút xíu nhưng mà chú Bảy vẫn trả tiền đầy đủ. Tin vui hơn? Tin vui hơn là Út mới đi nhiều chuyện về, là thằng Trường á hả, là bây giờ nó không có mua đất nữa con. Rồi đâu à, nó còn thuyết phục mấy người trong khu của mình á là đừng có bán đất. Nó còn xây cái gì nè, cái gì nè, à cái kế hoạch mới để phát triển cái nông nghiệp vùng mình á con. Sao mày xàm quá à, nhiều chuyện ghê vậy đó. Út, Út nói thiệt không? Nghe đâu là ba nó định kỷ luật nó gì đó nên là nó về thành phố để thanh lý hợp đồng luôn rồi. Có nghĩa là bây giờ anh sắp đi luôn rồi hả? Phong phanh là vậy, mà thôi cho nó về thành phố đi, chứ từ khi nó xuất hiện ở đây đủ thứ chuyện xảy ra. Út, trả lại con cây son. Cây son nào? Cây son Út vừa chụp đó. Không biết à. Thôi trả lại cho con đi, rồi con mua cây khác con tặng. Cây này con tặng được. Nhớ mua cây khác cho Út nha. Dạ. Đánh đi nha. Đánh vô. Ê con, từ từ thôi. Trời ơi, nhỏ chịu hết nổi luôn á, nó mới nói nó quên đó, mề trài thấy ớn à, thiệt. Bởi em mới nghe đâu phong phanh cái bài hát gì nè. Bài gì? Vì yêu mà cứ đâm đầu, vì yêu mà cứ đâm đầu, vì yêu mà cứ... Tao khùng quá, cái gì ca dở mà ca hoài à. Thôi đi vô đi. Thôi em đi vô nấu cơm. Cái con nhỏ này yêu cho cố vô, rồi coi chừng mang cái bụng giống mình hồi đó là khổ nữa.
Từ giờ chỉ có hai má con mình thôi. Má sẽ nuôi con khôn lớn bất cứ giá nào. Một người cha phản bội như vậy không có xứng đáng làm ba của con đâu. Trương, Trương, mày về Sài Gòn thiệt hả? Anh yên tâm đi, em sẽ mang tin vui về cho mọi người. Cái chuyện của tao với Út Lành coi như ổn rồi đó. Chỉ chờ chuyện của mày với lại Diệu nữa là Tết này xong vậy á. Gắng cố gắng nha. Anh ở đây á, chăm sóc Diệu giùm em nha. Sao được, mình Út Lành là tao chăm sóc hết thời gian rồi. Còn thời gian đâu mà chăm sóc Diệu. Với lại mày phải giữ cho kỹ, chứ thôi thằng Cường nó hốt á. Thôi em đi đây. Cẩn thận nha. Anh Trường, anh Trường, anh tính về thành phố luôn hả? Bộ anh không có gì muốn nói với em sao? Anh muốn nói, nhưng mà em dặn anh là không có được làm phiền đến em, nên anh cũng không dám nói. Diệu, anh xin lỗi mà. Kỳ này á, anh về thành phố để anh gặp tất cả những cổ đông để hủy cái dự án vừa rồi. Anh nói thiệt hả? Nhưng mà anh làm như vậy không sợ ba anh giận sao? Không, anh tin vào chính mình. Nếu mình có năng lực á thì mình sống ở đâu cũng được mà. Chỉ cần em ủng hộ anh thôi. Nhưng mà lần này á, anh nói dối tôi không vậy? Tôi xin hứa với đồng chí Diệu, những điều tôi nói trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin hứa. Được, lần này em tin anh á, không được làm em thất vọng nữa cho. Anh xin hứa, anh sẽ quay lại cùng em và các má để phát triển sự nghiệp trồng rau của gia đình mình. Em tin anh nha. Bây giờ anh sẽ đi, em đợi anh nha. Không, không đợi. Đợi không đợi, không đợi cũng phải đợi. Ê cô bé, làm quà rồi ha? Có đâu chứ. Vậy chứ sao nãy thấy tráng sĩ hung lên tráng cô bé vậy? Vậy không quà là sao? Mệt lắm quá à, ghẹo không hoài rồi. Mà nè, tội của anh á em cũng chưa xử đó nha. Xử tội anh hả? Tội nghiệp anh lắm, xử ở trường kìa. Anh xử thử không?
Dạ, con chào chú ạ. Không dám, tôi muốn nói chuyện với cô. Dạ, dạ con xin lỗi chú ạ. Tại con không biết chú là ba của anh Trường, cho nên con mới lại cầm cây đánh đuổi chú như vậy ạ. Con mong chú rộng lượng tha thứ cho con. Nếu tôi không tha lỗi cho cô thì tôi là một kẻ hẹp hòi đúng không? Dạ, ý của con không phải như vậy đâu chú. Cô đừng có chọc giận tôi thêm. Chính cô đã trù quến con tôi. Cô đã biến con tôi từ một thanh niên hiền lành, dễ thương, tài giỏi, mà bây giờ nó trở thành một kẻ ngu dốt. Nó phá nát hết cái công ty của tôi. Cái công ty mà tôi đã gầy dựng bao nhiêu năm nay. Cổ đông thì quay mặt lại tôi, đối tác thì mặt nặng mày nhẹ với tôi. Những tổn thất đó cô có đền bù nổi không? Dạ, chắc chắn là con không đền bù nổi rồi. Nhưng mà mọi thứ như vậy chú đừng có quy ra tiền ạ. Con biết là cái mảnh đất của con á, nó chưa có phát triển. Nhưng mà dù gì, gia đình con từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây. Và nó rất là quan trọng với gia đình của con. Nói hay lắm. Vậy cô có nghĩ cho thằng Trường của tôi không? Nhờ cô mà thằng con trai của tôi nó sắp sửa bị sa thải khỏi công ty. Gia đình của tôi nhờ cô mà phải điêu đứng như vậy. Mà tôi lặp lại một lần nữa cho cô biết, cô đừng có mơ mộng ảo quyền là cô sẽ là con dâu trong gia đình của tôi. Nói từ nãy giờ chú vẫn muốn bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình. Vậy thì con nói thẳng luôn, con cũng không mong muốn trở thành con dâu của một người cay nghiệt như chú đâu. Má còn nói đúng, đừng bao giờ tin vào lời đàn ông, đặc biệt là những người chỉ biết quyền lợi cá nhân của mình mà đánh mất đi cái giá trị hạnh phúc gia đình. Con sẽ không bao giờ bán mảnh đất này của con đâu. Mà chắc chú chưa biết, anh Trường có nói với con á là anh sẽ lên đây ở với con luôn đó. Cho nên chú đừng hy vọng con trở thành con dâu của chú nha. Mà con sợ là chú mất luôn con trai đó. Chào chú. Chị hai, chị ba, chị tư ơi, trời ơi, năm em có chồng rồi.